Thói của em nữa là em nói chuyện, em có suy nghĩ, em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nó nhiều lắm. Mời bạn Nam. Chào em. Bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm biên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào bạn Nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi, em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở dưới quê. Xa quá. Dưới quê, quê ở đâu, lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua 2 mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ đúng rồi anh. Nói nhanh không kịp luôn rồi đó. Chậm chậm, tình yêu phải nói chậm chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa, nên là em muốn quen một bạn nào đó gần rồi có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân. Em ở một mình em dễ khóc, em dễ tủi thân lắm. Ở đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. À vậy rồi, hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Em Đắk Lắk rồi. Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới không tới. Em biết. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58, 60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bóng da. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về tật xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện, em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nó nhiều lắm. Rồi em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn? Dạ có. Em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Cưới với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa gói trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tao bỏ luôn đi chứ hút kia hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tính một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều. Mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em mà nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cái lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe, mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói nó vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị. Sao em muốn nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy đó, em kiềm chế cũng được, sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản lĩnh một chút, tương lai có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc, lúc buồn thì nói ít, rồi nếu vui vui thì nói. Vậy thôi em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì vui vui thì nghiêu ngao thôi chứ em không có biết. Rồi giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghiêu ngao mà vui nha. Rồi. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát như cười. Ủa gì kệ nó cười, kệ người ta. Cứ hát. Rồi. Bắt đầu. Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Wow. Hát câu nữa tôi khóc luôn á. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Em hát ta cười là có duyên rồi đó. Nói nghe nè, đeo cái vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chặt xinh chặt nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À. Ủa, lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay. Ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á. Đeo vòng này cuối năm nay lấy vợ cho thằng lành. Chừng nào đám cưới được? Tùy bằng nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi, cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. Nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sanh con sanh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Năm sau. Sao ông nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì là cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho một ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ em là chồng mà. Phải không? Tưởng đâu nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng xong đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Con này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Vậy đó. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài, bên ngoài. Cảm ơn nghe. Dạ. Rung quá, làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá rồi rung rồi. Dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó, thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bậy sao được em. Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ. Hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, anh có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì trồng trụ cột chị. Ui. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm, tại vì em đi mưa lại cảm cúm mà, nên là thôi. Thôi vậy thôi, cái đó khó bỏ qua. Dạ bỏ qua. Kéo màn lên, chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu gặp. Chào anh. Gì vậy? Đó. Gì? Dạ, cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn anh Linh chứ nhìn hoài vậy. Nói gì tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngày đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi 2, 3. Món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi. Đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở Đắk Lắk, anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Cà Đông Năng thế nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn á. Trời, coi chừng bà con nha. Cái cách nhà em có 10 mấy cây à? 10 cây. Em ở Ê Tó. Ê Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con coi cô biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Ê Tó luôn á. Vậy vô duyên gì trời. Dạ. Có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Ê Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có gần người yêu cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á, với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi, thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Tiếp đúng rồi. Ừ là cái gì? Nói dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh đó, anh rụt rè, anh hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em thấy quỳ xuống cầu hôn cái cho nên thôi khỏi anh ơi, hồi qua anh ạ, khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mến em, anh thích em, còn yêu thì chưa được đâu anh. Nói được không, nói được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em hát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Rồi. Hồng không? Nắm tay của cái đi. Không cái đi. Không má. Dạ vậy được rồi anh. Về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mà đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Alan nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Nào, bây giờ ta dẫn đi xem phim nha các bạn. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại tự tin. Chứ về ngoại hình thì là mũi cao, da sáng, cao tầm khoảng 1m6, ăn mặc hiện đại. Oh, dễ thương quá cặp này. Cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời ngồi. Lên đâu có ai không rồi. Mình có thể giới thiệu sơ nét về mình cho cô gái bên kia được biết. Chào quý vị khán giả, chào chị Tường và anh Linh. Mình tên là Huy Long, đang là kiến trúc sư, hiện công tác ở Bình Dương. Long bao nhiêu tuổi? Bí mật tí được không chị? Rồi hơn người ta muốn bí mật mình cứ cho người ta bí mật đi. Dạ. Rồi tới phiên em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Cô Thị Diễm Thúy, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang 27. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh sản phẩm những cái mặt hàng cho em bé đó chị. À vậy dạ. Hả? Quê em thì ở miền Tây là... Dạ. Miền Tây ở chỗ nào em? Ở tỉnh Cần Thơ chị. Cần Thơ. Dạ. Còn anh là quê đâu? Mình gốc Đà Nẵng anh. Dạ, làm thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 17 18 năm. 17 18 năm thành phố mà chưa tìm được một mối tình nào cho mình để mình có thể chung họ đi suốt cái con đường đời này hay sao? Dạ. Lúc đầu thì có thể là kinh tế nó chưa khống chế được tình yêu. À, lạ quá nha. Sau này là cũng đi làm, công việc áp lực là cũng có ít. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì cũng chưa có gọi là mối tình, nhưng mà hồi cấp 3 cũng có một mối tình. Nhưng mà bạn đó lại đi nước ngoài. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là kinh tế bạn đã khống chế được tình yêu chưa? Em nghĩ là được á chị Tường. À, rồi, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì em có thể là nấu ăn được, chăm sóc gia đình, có thể giữ tiền được. Khuyết điểm của em thì chắc là hơi cầu toàn một chút. Nhiều lúc thì do suy nghĩ của em thôi, chứ thực tế thì không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ mình đều muốn nó hoàn hảo. Dạ đúng rồi. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 3 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất thì... chỉ là tuổi học trò thôi nên không sâu sắc. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách nên tụi em chia tay. Mối tình thứ ba thì bạn của em phải đi tu nghiệp ở nước ngoài á. Vậy là cũng xa cách luôn. Dạ đúng rồi nên tụi em chia tay. Hai người cũng giống nhau nhỉ. Bạn muốn tìm người yêu như thế nào? Nếu mà chiều cao thì 1m65 trở lên thôi. Công việc ổn định, biết chăm sóc cơ thể, thích tập thể dục hoặc là chơi thể thao gì cũng được. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì hạn chế một chút. Dạ, không có gia trưởng. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại, tự tin, đi làm nhưng mà cũng phải biết cách chăm sóc gia đình, quan tâm gia đình một chút. Rồi, nãy cô gái đó nói vậy thì anh thấy sao? Tương đối là hợp ý của... Hợp ý với mình đúng không? Anh thích tìm một người phụ nữ như thế nào? Trước về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao? Da sáng, cao tầm khoảng 1m6. Tính tình thì tự tin, giản dị một tí. Rồi. Đặc biệt là không có chi ly quá trong vấn đề là chi tiêu. Không có cái gì? Không có chi ly á. Không có chi ly, tính toán nhiều quá chị. Thế mạnh của anh là gì? Thích các cái đồ điện tử, vẻ đẹp. Đúng rồi, chú sư vẻ đẹp rồi. Rồi anh có điểm yếu gì? Điểm yếu là bụng hơi đù tí. Cũng hay để ý ăn mặc này kia đó. Anh thích người phụ nữ ăn mặc như thế nào? Ăn mặc thì nói chung nó hợp với hoàn cảnh thôi. Mình thì mình thích là nên ăn mặc hiện đại. Hiện đại? Trẻ trung. Anh đang chuẩn bị vẽ cái gì? 27 là sinh năm mấy anh Linh này? Em sinh năm mấy cưng? Dạ em sinh năm 89. 89 tuổi con rắn. Được không? Dạ không sao, em thì không quan tâm tuổi lắm. Hỏi để em có cái mục đích riêng. À để vẽ hình con rắn tặng người ta hả? Sao chị biết? Tại chị tuổi rắn. Ủa tuổi rắn luôn hả? Rồi để em vẽ chị. Lớn hơn con giáp. Giờ mình lấy nhau, mình có nhà cửa ở chưa? Dạ căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Rồi bây giờ mình vẽ cái gì? Vẽ cái đi. Chị Tường thấy sao? Vì khuôn mặt hay là da... Tròn tròn, màu vĩnh, da trắng sáng, tóc dài thắt bím. Tóc dài đeo mắt kiến cận giống bạn. Đeo mắt kiến luôn. Đúng rồi. Bầu bầu đúng không chị? Mặt tròn trịa, thon gọn, xinh xắn, le lưỡi phùng mang. Rồi bà vẽ sao nhìn thấy ghê vậy? Nhìn như đóng đu đi bon quá vậy. Thôi sexy một chút. Sexy à chị? À, thích sexy. Anh Linh ngồi đây sao biết sexy? Đó. Ai rồi đó, kinh nghiệm. Ok. Rồi, đi đây tôi giữ luôn cho. Dạ, giữ tới rồi đó. Chờ chút xíu qua coi cái hình này thế nào nha. Trời ơi, dễ thương quá. Tấm hình không? Em không dám xem hình đâu. Không dám xem hình hả? Đây nè. Đúng không? Sao anh không cho em xem quá? Em xem thì em đánh giá coi như thế nào nha. Bắt đầu. Trời ơi. Thôi, được không? Thấy nó khủng hoảng hay là nó... Dạ đúng rồi. Hả? Tranh biếm họa. Thôi đây cũng là cái ấn tượng ban đầu ha. Này ta tưởng tượng thôi, ta có thấy em đâu. Em cũng vẫn cảm ơn. Đầu tiên có người vẽ em đẹp như vậy. Anh thích người lớn tuổi hơn mình hay người bằng tuổi mình? Cái tuổi thì em giới hạn thôi, nhưng mà do tính cách, do con người nữa. Nhưng mà ngoại hình thì nhìn không có phải là già lụm khủng lắm. Anh cũng già cũng đi lụm khủng mệt á. Em có biết vẽ ảnh lại không? Thấy vậy thôi. Dạ không đâu chị ơi. Em đánh giá bức tranh này mấy điểm? Em cho bức tranh này 4 điểm. 4 điểm là rớt rồi. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ, mình đi với anh Nguyên là bạn từ hồi cấp 2. Riêng về bạn Long ấy, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉn chu, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý. nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long là sẽ cảm thấy phù hợp. À, bạn gái đưa hình cho người thân mình coi thì sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. À, theo em thấy á, thì cái anh bên đây á, đúng là người cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định. Thì bạn em á, xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37-38. Không biết đúng không? Em thấy thì ảnh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Thấy đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó có chịu không thì đó em không. Rồi, cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai gặp mặt đi. Bây giờ nói qua nói lại. Rồi, kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ, à, chào Tí. Dạ. Các cô được lần lượt là biết em. Dạ. À... Mày chắc để chơi rồi. À... Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó, nếu mà mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Tặng cái hộp này cất rồi mai mốt rồi hẹn hò để yêu nhau rồi cái anh cứ việc anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn bỏ vô đó, bỏ vô. Dạ. Vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Đúng. Nè bây giờ chị 39 tuổi đó, em nói chị nói ảnh đi nhiều. Ôi nữ với nam mà chị. Nói anh lên đi. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. 79 là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á, nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau vì cái gì? Vì có thể là nhiều tình, tình đồng chí, tình bạn, tình vợ chồng, đồng đội đấy. Từng giai đoạn vậy. Tôi cũng lạ nha, em có lẽ là trong cái khoảng khắc nhất định thôi, còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Dạ chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À anh không hứa, ít khi hứa cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Ừ, không phải, cái vấn đề là mình làm thôi, chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẽ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Mình thích nhất là cái nụ cười tươi. Dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em là em còn trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút, còn nếu em mà không bấm thì anh Quang bấm giùm. Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các hệ thống của áo cưới Alan, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, người bạn gái xem phim đi. Mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là kiên trì. Em đã từng thi hát karaoke ở công ty VEDAN 8 lần. 8 lần? Nhưng mà chưa lần nào em vào được đêm chung kết hết. Kính thưa quý vị, và bây giờ Cát Tường đã vào vị trí rồi. Chiếc ghế mai mối của mình ngày hôm nay, không biết là hôm nay bà Mai có thành công hay không nhé. Hello em trai. Cảm thấy hiện giờ cảm thấy trong người như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là hồi hộp ạ. Hồi hộp ha. Hồi hộp là không biết hôm nay cô bạn gái của mình ra sao đúng không? Vâng ạ. Rồi đợi chị Tường ít phút nha. Ít giây thôi, Tường sẽ dẫn bạn gái vào ngay. Hôm nay mình đi tham gia ghi hình với ai? Dạ em đi với bạn và mẹ em. Ồ có mẹ đi theo nữa hả? Rồi ngồi đi em. Rồi chị sẽ mở mặt nạ dùm cho em luôn nha. Dạ. Rồi đẹp gái rồi. Bạn trai mở mặt nạ ra đi cưng. Dạ vâng. Nhanh lắm, nghe mở mặt nạ nhanh lắm. Bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình đi. Em tên là Trương Nguyễn Anh Khoa, năm nay 33 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Em làm nhân viên xử lý nước ở công ty VEDAN. Còn em? Dạ, em tên Phương, cũng 33 tuổi. Dạ, hiện em đang là giáo viên tiếng Anh. Em làm ở Cộng Hòa. À, quê mình ở đâu? Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk luôn? Dạ vâng. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê đó, mình trao đổi thử coi ở Đắk Lắk mình có gần nhau không? Dạ dạ, em xin phép. Bạn quê ở huyện nào bạn nhỉ? Mình ở Buôn Ma Thuột các bạn. Mình ở Cà Đông Bắc. Hai bên có gần nhau không? Cách nhau 40 cây thôi chị ạ. Ồ, lễ Tết hè mình có thể về quê cùng với nhau. Dạ dạ. Nhưng bây giờ nội ở đây nè, đang tìm hiểu nè, em có ngại gì về cái đường đi không? Dạ không, nhưng chợ đi Sài Gòn khá là gần. Bao nhiêu lâu thì em có thể thăm cô ấy, đưa cô ấy đi chơi tìm hiểu một lần? Dạ, có thể là một tuần, ít nhất là một lần. Được không em? Dạ, tại vì trong tuần thì em cũng hơi bận đi dạy. Em đang dạy là dạy cái gì em? Dạ, em dạy tiếng Anh lớp 8 với lớp 7. À, là dạy trường cấp 2? Dạ. Rồi tối có dạy thêm gì không? Dạ có. Vậy thời gian nào dành cho hẹn hò? 7 thì em rảnh. Chủ nhật thì sao? Dạ, chủ nhật thì chắc là em rảnh buổi tối, tại em còn đi học. Học gì nữa? Dạ, em học cao học. Mình lấy cô vợ học nhiều hơn mình rồi đi học hoài vậy em chịu không? Đó là chuyện bình thường. Thời buổi bây giờ đây đây họ có quyền tự quyết mà. Đúng rồi. Không thể nói là nam phải hơn nữ thì cái chuyện đó nó quá lạc hậu. Nhớ em ủng hộ việc học của bạn gái mình không? Em học không tới thì bạn em học tới thì tốt chứ có gì đâu. Quá tốt ha. Thế là em cũng đang tự học thêm tiếng Hoa. Đó, nếu một cô bạn gái mà nếu mà cô ấy có trình độ cao như vậy á, em cũng muốn lười, em cũng không lười được nữa. Đúng chị ạ. Đúng rồi. Có bạn gái học nhiều mình càng phấn đấu hơn nữa. Đó là điều chắc chắn chị ạ. Ok, tốt. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là kiên trì. Em đã từng thi hát karaoke ở công ty VEDAN 8 lần. 8 lần? Nhưng mà chưa lần nào em vào được đêm chung kết hết. Rồi, bữa nay em thi lần thứ 9. Kính thưa quý vị, và bây giờ đến phần thi của thí sinh mang số 001. Hãy cho anh môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng, mới yêu đây nay sao phụ phàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối chờ, giấc mơ yêu cùng em trọn đời. Số điểm 9,1, 9,2, 9,5. Em cho nhiêu em? Dạ em chắc bằng điểm chị. Chị. Rồi em được vô chung kết xếp hạng lần thứ 9. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Đó là điểm mạnh của em. Vậy còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ít nói. Mà em không có đảm đang, em không có gì đảm đang. Không tháo vát hết chị, không khéo tay. Em có cái tài lẻ gì không? Em có khả năng làm thơ rất là nhanh. Ví dụ như hôm qua là buổi tối, buổi chiều hôm qua là nhận tin là sáng hôm nay sẽ đi quay. Tối hôm qua em làm một bài thơ luôn. Sân khấu này là của em. Em đọc. Chuyến này là giật giải rồi đó. Dạ em cảm ơn chị trước. Cái gì chuẩn bị nhiều vậy? Dạ rồi xin mời em. Cô nàng sau tấm rèm che, dung nhan chẳng tỏ, chỉ nghe nói cười, giọng nàng êm ái ngọt ngào, con tim run rẩy tựa hồ muốn siêu. Duyên trời nào ở đâu xa, bao năm tìm kiếm chắc là ở đây. Trò chuyện tâm ý tương đồng, mong em sẽ hiểu tấm lòng của anh. Trao nhau cơ hội một lần, để ngày sau đến tạ ơn chương trình. Khi tấm màn được kéo lên, hai người cùng bấm, mọi người cùng vui. Và nó cũng... Sao em? Làm sao bạn biết trước giọng mình như vậy? Cái này là thuộc về tâm hồn nghệ sĩ bạn à. Cũng không hẳn là nó phải là thực tế. Đúng rồi. Bây giờ cái thực tế bạn thấy sao? Chồng bạn mình thấy là khá là hay. Khá là ngang. Bây giờ phải anh em nữa nó mới hay, anh em nữa nó mới ngọt. Mình thanh niên mình phải bản lĩnh lên. Dạ, cái đó là chỗ điểm yếu chết của em bao năm đấy chị. Bây giờ có chị Tường rồi, mạnh lên. Có Tường phía sau thì cũng sợ cái gì nữa. Đúng rồi, Tường phía sau quá vững luôn rồi, sợ gì nữa. Thì anh thấy giọng em rất là hay. Đây là còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em nghĩ điểm mạnh của em chắc là em siêng học. Rồi cái đó khỏi giới thiệu. Em làm việc thì em khá là chuyên tâm, cho nên nó cũng là một cái điểm yếu của em. Em mong muốn khi nào thì em mới kết hôn? Dạ thôi em nghĩ cái thời gian nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong muốn hay là gia đình? Hôm nay em đi em nghĩ là dạ mẹ em. Mẹ có dặn dò gì khi tham gia không? Dạ không, mẹ em dễ lắm. Mẹ em nói là con cứ làm sao con làm, miễn sao con thấy vui là được rồi. Nhưng mà em tự cảm thấy là em cũng cần phải làm cái gì đó rồi. Tại vì đó là trách nhiệm, em là con cả nữa, cho nên cái đó chắc là không tránh được. Rồi, nói chung học là tốt, tại vì mình học mãi không bao giờ hết. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải lo tới cái mái ấm riêng của mình. Cái tuổi thanh xuân nó không chờ mình, phụ nữ phải sanh con đồ này kia nữa, đúng không? Dạ. Chị nghĩ là 33 tuổi là quá vừa, thậm chí không muốn nói là hơi trễ để kết hôn rồi đó. Về tình trường thì em như thế nào? Dạ, em trải qua 2 mối tình, đơn phương cả chị ạ. Đơn phương, người ta đơn phương em hay em đơn phương người ta? Em đơn phương người ta. Em có nói cho người ta biết không? Em có nói, nhưng mà người ta đều coi em là bạn. Kỳ vậy, em có hiểu nguyên nhân tại sao em é vậy không? Đến bây giờ em vẫn đang đi tìm hiểu nguyên nhân. Vâng, vẫn chưa ra. Bây giờ em đã ổn định chưa? Bây giờ thì thực sự em thấy mình cũng ổn định, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mình có lập một kế hoạch là khoảng bao nhiêu lâu nữa với công việc hiện tại của mình, sự cố gắng của mình bao lâu nữa thì mình sẽ có một cái tổ ấm riêng không? Dạ, thì em phấn đấu là khoảng 5 năm nữa chị. 5 năm nữa là nhà cửa con cái đề huề. Dạ, nhà cửa thì sẽ được, còn con cái mà vợ chồng thì duyên số chứ cái đó mình không cưỡng cầu được. Nhà cửa là em đặt kế hoạch 5 năm nữa. Vâng. Rồi. Thế còn em, tình trường của mình như thế nào? Dạ, nếu mà nói chính xác thì em chưa trải qua mối tình nào. Ủa gì kỳ vậy? Bên đây cũng chưa, bên đây cũng chưa. Có một mối tình là nó giống như là tình yêu sét đánh mà bây giờ thì em vẫn còn nhớ cái cảm xúc đó. Năm đó là năm em 25 tuổi. Thì cái cảm xúc lúc đó nó sâu đậm lắm. Nhưng mà quen được bao lâu? Dạ không, em không có quen, em chưa có quen. Lúc đó chỉ là em hay đi ăn trưa rồi sao em thấy người đó xong rồi tự nhiên cái cảm xúc đó nó chợt nó bừng lên vậy thôi. Rồi người đó có biết không? Em nghĩ là người đó biết và người đó có bắt chuyện với em 2 lần. Nhưng mà lúc đó em nhát lắm cho nên em không có dám nói chuyện. Trời ơi, mình thích người ta mà mình không dám nói chuyện là chết rồi. Mà ngày hôm nay cũng là buổi ăn trưa nè. Yeah. Hy vọng tiếng sét nó sẽ lặp lại với em nha. Hãy cố gắng lên. Quý vị ơi, Tường thấy ca này hơi khó, mọi người thấy như thế nào? Mọi người có ý kiến gì đóng góp để hỗ trợ cho hai bạn này không? Cả hai 30 mấy tuổi chưa ai có mối tình bắt vai. Thiệt là thiệt thòi trong cuộc sống, không có biết hưởng thụ cuộc sống gì hết. Phải yêu đi các bạn, yêu đi, nó có đau khổ đó, nhưng mà nó rất hạnh phúc. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Rất một người bạn gái bình thường, đi nấu ăn thôi là đủ rồi. Sao đơn giản quá vậy? Dạ, cuộc sống bây giờ càng đơn giản thì càng đẹp. Con trai khá là dễ tính, còn cô gái thì sao? Dạ, về ngoại hình thì em cũng không có yêu cầu gì nhiều, mà cao khoảng 1m6 trở lên là được. Gì nữa không? Yêu cầu gì khó khó chút đi. Không hút thuốc, ít rượu bia thôi. Em gần như là em không có uống rượu bia. Em uống được, nhưng mà chỉ khi nào mà gặp mặt gia đình, đi đám cưới những cái tiệc bắt buộc phải uống. Có hút thuốc không? À, em có hút một ít. Có bạn gái thì mình bỏ bớt đi cũng tốt. Chắc chắn là em hứa với lòng rồi, sau có bạn gái thì chắc chắn là sẽ bỏ thuốc. Chắc chắn bỏ ha. Em hút ít, không ít lắm không? Ngày mấy điếu? Ngày trung bình của em chỉ tầm khoảng 5 điếu trở lại. À, ngày 5 điếu trở lại từ từ, rồi 3 điếu, rồi 2 điếu, rồi 1 điếu rồi dẹp luôn. Không có khó. Okay. Em nghĩ là tại vì ngày xưa em dở môn toán lắm chị, mấy cái môn tự nhiên dở lắm, cho nên từ nhỏ là em nghĩ là sau này mình phải quen ai đó mà giỏi mấy cái môn tự nhiên để sau này lỡ mà con nó học yếu thì mình cũng chỉ cho nó được. Trời ơi, con học yếu cho nó đi học thêm, vô trường cô thầy chỉ, hai chồng lo kiếm tiền. Của em có giỏi toán không? Dạ, cũng tương đối tốt chị. Dạy con làm toán, dạy toán được không? Lớp 2, lớp 3 chắc cũng được ha. Ít nhất cũng phải lên tới lớp 6 chứ chị. Được, rất là dễ thương, rất là vui tính. Bây giờ như thế này, đâu đưa cho xem hình của em chuẩn bị coi nè. Dạ, đấy ạ. Cái gì mà thấy chi chít người vậy nè? Dạ, hình gia đình nè. Cái này đi. Dạ, em tùy vậy thôi. Rồi, cho chị mượn hình của em coi. Nè, chọn đi. Bạn gái đã chuẩn bị 2 tấm hình. Em hãy chọn đi. Cô ấy là ai trong những cô gái xinh đẹp đó? 30 giây để chọn. Em chọn được chưa? Có 2 bạn trai, quá dễ luôn. Ở đây là có tới là mấy cô, họ tự cảm nhận đi. À đây. Em thích chọn ai em chọn. Tại sao em chọn cô đó? Ừ, em thấy hình như là lặp lại. Lặp lại có nghĩa là có mặt trong 2 tấm hình đó, dạ. Chứ không phải lặp lại đâu, hiểu không? Như là bạn này với bạn này là một. Ờ thì đúng rồi. Em, đâu? Dạ, em nào? Em nghĩ này. Rồi, các bạn hãy giữ sự chọn lựa của mình đi em. Dạ. Cô nào? 1, 2, 3. Rồi, giữ nguyên hiện trạng đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem cái cảm nhận của mình, cái giác quan của mình ở cái giây phút đầu tiên này có đúng hay không. Quý vị cũng hãy dự đoán xem là kết quả ngày hôm nay như thế nào. Và bây giờ mở cửa trái tim. Ok, sao? Đúng hay trật? Trật. Đúng hay trật? Em hình như cũng trật. đây nè, cô đoán em là cô này nè. Đó. Rồi bên đây á, đón thì có hai anh nè, đón cái anh kia, anh cao hơn á. Em trai em đó. Em trai em sao cao hơn em vậy? Dạ, thì em sinh sau mà, dinh dưỡng tốt hơn. À, đó. Ok. Em trai nhỏ hơn 5 tuổi. Ê, hồi nãy nhớ có quà tặng mà. À dạ dạ, em quên. Trời ơi, nhanh lên. Thiệt tình. Ông năm em chậm là vì thế đó chị ạ. À. Tặng đi, tặng qua trái tim cho nó tình cảm. Thôi đứng đây được rồi. Đưa qua. Đây tặng bà. Đây ngày gặp gỡ. Cảm ơn bạn. Không có gì. Con nó con gì vậy? Hơn. Dạ, hình như là nó là mèo Kitty. Dễ thương ha. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn trưa ngày hôm nay. Cơm bò cay sốt Hàn Quốc của nhà hàng Mr. Stick. À, đây là nhà hàng thức ăn nhanh, mình có thể order đồ ăn để ăn luôn. Rồi mời hai bạn vừa ăn cơm, vừa trò chuyện thân mật với nhau. Mời hai bạn. Em ăn cay tốt không? Giống anh vừa món cay. Nhà em ở Buôn Ma Thuột là ở khúc nào? Khúc chỗ gần chợ Tân An. Biết cái khúc bi tích không? À, biết bi tích, trước anh có từng vào đó bán hàng đó. Đi bán hàng mỹ phẩm á. Nó vào trong đó chào mời mấy cái cửa hàng mỹ phẩm ở trong đó, rất là vui. Từng làm ở Buôn Ma Thuột một thời gian. Rồi sao anh xuống Đồng Nai? Thì làm mỹ phẩm em thấy không ăn nữa, thấy vất vả quá. Dưới đó anh có họ hàng làm trong công ty VEDAN. Chị đã xin cho anh vô công ty VEDAN làm tới giờ. Để anh thấy công việc hiện tại của mình nó có phù nó có thích hợp không hay là như thế nào? Anh có ý định gắn bó lâu dài với công việc đó không? Anh làm 8 năm rồi. 8 năm luôn rồi. Người ta cũng không muốn đi đâu. Anh chỉ muốn là anh đổi công việc, đổi cái vị trí làm việc của mình thôi. Anh muốn qua bộ phận khác ở công ty á. Anh mới học thêm tiếng Hoa để đi làm phiên dịch ở công ty. Anh chưa có cơ hội để làm. Như là anh làm ở đó 8 năm ở một vị trí, bây giờ anh muốn lên vị trí khác mà vẫn ở công ty đó. Vậy là mình định sinh sống ở Đồng Nai luôn hả? Nhiều khả năng là như vậy. Nhưng mà đó là dự tính. Còn trời tính thì cũng có thể là khác. Mình có thể là em tính thì nó khác. Nếu mà về quê thì anh thấy khó tìm việc hả? Anh ở quê thì anh có bằng điện thôi. Nhưng mà ở quê là vì nó thực sự anh xin không được. Em thì sao? Dự định của em? Tại vì Sài Gòn thì nó nhiều công việc hơn. Anh hiểu. Ở quê thì nó cũng khó tìm việc nhưng mà sau này em tính em mở trung tâm là mở lớp dạy thêm cái nhạc nếu mà về quê. Ok ok, anh hiểu. Thực sự anh rất là khâm phục những người phụ nữ có học. Thì nói thẳng là bản thân anh học không có tới. Nhà anh thì hai chị đều học hết đại học, cũng làm giáo viên như em. Em trai anh thì cũng học hết đại học. Nhà của mình anh học tới trung cấp thôi. Giờ anh bỏ vậy? Hồi đó anh cũng có học liên thông lên cao đẳng rồi, nhưng mà anh thấy thực sự nghề điện có vẻ không phải là đam mê của anh. Anh thấy học lên kỹ sư chắc cũng không có ý định gắn bó với cái nghề đó luôn. Cho nên là bây giờ anh làm công ty ở VEDAN thì việc của nó cũng không liên quan gì tới nghề điện lắm đó. Vận hành những cái thiết bị nó cứ chạy tự động là chính đó. Công việc cũng tương đối nhàn. Cho nên là anh có thể là anh học thêm tiếng Hoa. Suốt ngày ngồi vẽ chữ. Ủa mà phiên dịch thì đa phần là phiên dịch nghe nói thôi đúng không? Thì đâu có còn biết chữ đâu. Nhưng mà thời gian đầu mình học mình phải biết chữ đó. Anh dịch tới đâu rồi? Anh có bằng HSK4 thì tương đương mới gần được bằng B của tiếng Trung. Mà anh không có môi trường anh là anh tiếp xúc á. Nên là cái vốn từ của anh khi mà phản xạ nó không có được. Ủa có nghĩa là chưa tiếp xúc với cái công việc đó cho nên đúng là mình chưa có vào làm á. Đó mình anh thi các bạn HSK4 đấy, tôi đưa bằng B. Anh thi là thứ 3 anh mới đậu. Anh tự học không? Anh tự học phần nhiều. Anh chỉ đi học ở trung tâm lấy cơ bản khoảng 6 tháng một khóa ngắn ngày thôi. Em thấy anh như thế nào? Thì mới gặp lần đầu cũng khó nói lắm ạ. Tại vì tính em thì nó hơi trầm, với lại em ít khi đánh giá mà qua lần đầu tiên lắm. Tại vì cảm xúc mà đánh giá lần đầu tiên thường hay sai nhiều lần lắm rồi cho nên không nói trước được. Anh cũng vậy, anh đã vội vàng nhiều, có thể đó cũng là nguyên nhân mà anh thất bại nhiều. Chị đầu của anh dạy cấp 1, chị hai của anh dạy cấp 3. Nếu em mà về nhà anh nữa thì đúng là đủ cả 3 cấp á. Kiếm em trai em kiếm cô vợ mầm non nữa là vừa đủ 4 cấp á. Em có thích âm nhạc không? Thích chứ ạ. Thích. Cái đó điểm chung. Ai mà chẳng thích âm nhạc anh? Không, tôi vậy không? Ai cũng thích âm nhạc nhưng mà cái gu họ khác thôi. Họ thích nhạc gì? Nhạc Trịnh Công Sơn. Em ngược lại. Em nghe nhạc trẻ hả? Bình thường anh thì thích nhạc xưa mà nghe nhạc trẻ thì anh cũng nghe được. Anh thích nhạc Hoa không? Thích. Tiếng Hoa thì anh nghe nhạc của Trác Y Đình, Lưu Đức Hoa, những cái bản mà nổi tiếng thực sự, ví dụ như là Bến Thượng Hải, Lưu Đức Hoa hát rất là hay đó. Hơi ngược gu với em rồi. Nói chung nhạc xưa thì em cũng thấy nghe cũng được, nhưng mà em không thích lắm. Ok, bình thường. Cuộc sống của em nó hơi trầm, với lại nó khô khan lắm, cho nên nghe nhạc vui trịnh thì nó cũng vui. Em cần cái gì đó để mình có cái sức đẩy cho một cái công việc, cho công việc là chủ yếu, mình tập trung nó làm. Nhạc gì? Nhạc gì? Dạ nhạc vui vui á chị. Nhạc mạnh đó chị. Nãy giờ trao đổi nhiều chưa? Quan điểm về con cái của các bạn như thế nào? Cũng đẻ mấy đứa con? Dạ, cái này vợ đẻ nên thôi em để vợ quyết định. Nếu như cô ấy là vợ em. Sau này kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Tất nhiên là vợ rồi. Em nghĩ gì về việc làm dâu? Em nghĩ việc đó cũng bình thường thôi. Tại vì ai cũng có cha mẹ. Em gả cho người đó thì cha mẹ của người đó cũng giống như cha mẹ của em. Nhưng mà em chỉ mong là người đó cũng hãy có cảm giác như vậy. Tình cảm mà mình cho đi mình sẽ nhận lại thôi. Ba mẹ đều là ba mẹ cả hai bên của chúng ta cả. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ nhé. Bạn gái trước đi, hãy yêu cầu bạn trai trước. Lady first. Chúng ta luôn luôn phải ưu tiên phụ nữ chứ. Đúng rồi, đọc lớn lên. Bây giờ này. Hãy nói cho đối phương biết sự thật bạn cảm nhận họ thế nào. Diễn tả trong 4 từ. Sự thật nha. Đa tài, hiếu học. Là 4 từ đó. Đa tài, hiếu học. Trời ơi, 4 từ mình phải là 4 ý nghĩa. 4 từ mà nó có 2 ý nghĩa. Mình cho từ ghép. Không, cho từ ghép. Được không em? Chấp nhận không? Dạ. Đa tài, hiếu học. Dạ tùy thôi. Rồi. Làm điều dễ, làm điều khó, giống bánh bài chị. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Là cô ấy hôn tay em á. Như này em chịu khó nhé. Chứ bây giờ theo chương trình anh cũng muốn có cái khác lắm. Rồi đưa tay qua để mất công cổ phải chồm nè. Mình đứng lên đi. Anh em chịu khó đi. Mùi gì? Dạ không có mùi gì. Không có mùi gì hết trơn hả? Có mùi thức ăn thôi. Mùi bò hả? Cảm nhận về tay ảnh như thế nào? Dạ giống như tay người bình thường. Dạ da hình như cũng bình thường. Không có sần lắm, cũng không có mịn lắm. Có trai một chút, rồi em có tập đàn guitar. Tập đàn guitar. Rồi, chơi một cái mini game nhỏ nhỏ là cho vui thôi. Dạ, cái chính là để cho các bạn thoải mái. Có một cái sự va chạm một chút xíu cho nó tự nhiên hơn. Trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không, thì tôi muốn hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang cảm thấy như thế nào. Em hỏi Thập Anh một câu nha. Em cứ hỏi. Nếu mà em không bấm chuông anh có buồn không? Không, anh không buồn. Anh cũng không được phép thất vọng. Vì đó là cuộc sống. Người ta không đồng ý mình, người ta không đồng ý hẹn hò với mình thì cũng là chuyện rất bình thường. Anh đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng không sao em à. Anh cũng không thể buồn. Buồn thì cũng buồn một chút. Khi mà bấm chuông rồi sau đó mình có thành đôi không? Bấm chuông á là cái chuyện hẹn hò. Chúng ta xác nhận là sẽ hẹn hò với nhau một vài buổi, chúng ta cho nhau thêm cơ hội thôi. Còn phụ thuộc nhiều vào cái đoạn đường dài phía trước mà cả hai người cần phải vượt qua. Cảm giác của em ngày hôm nay em sẽ thành công được bao nhiêu phần trăm? 50-50. Rồi, một anh chàng rất là dí dỏm, rất là hài hước nha. Nhưng mà cũng đưa ra những cái suy nghĩ của mình rất là cụ thể. Cô gái cũng rất là sâu sắc. Cô ấy có vẻ đang hoang mang đó. Cho em thêm một cơ hội nữa. Hồi nãy em nói em học tiếng Hoa đúng không? Dạ vâng. Hát một bài hát tiếng Hoa dành tặng cổ trong lúc này để cổ quyết định bấm nút hẹn hò với em. Dạ vâng. Yo yo hi, yo yo sầu, lòng lây phăng phát sinh trốn siêu bây giờ, nhìn yun phong bắc chiêu lòng, trời ngõ sông chung hơi phục ngờ. Vâng, em xin hết phần nhiệm vụ của mình. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ngồi xuống đây hai bạn. Dạ, nó cũng hơi sai. Rồi em. Tại vì em học tiếng phổ thông và vợ em hát tiếng phổ thông. Và anh hát tiếng Quảng đúng không ạ? Chính xác, mình hát tiếng Quảng thoại á. Đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta đã có một cái thời gian, mặc dù không nhiều nhưng như Tường nghĩ rằng cũng đủ để các bạn cảm nhận về nhau. Là chúng ta hãy đưa ra quyết định của mình theo đúng cái lý lẽ của con tim mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em vẫn không bấm đúng không? Dạ, em cũng thấy có một số tương đồng nhưng mà nó chưa thực sự khớp. Chẳng hạn như em học tiếng Hoa, em học đến 4 năm lận. Em đã mong là anh hát tiếng phổ thông. Ra cái bài này bài nổi tiếng mà hồi xưa người ta hát tiếng này mà. Dạ em biết. Lon phát lon lòn, hồi xưa tôi cũng biết hát vậy. Tùy các bạn thôi. Tường rất là quý bạn. Bạn cũng cảm nhận được là cô gái này sẽ không bấm nút. Nhưng mà em vẫn bấm. Đó là lập trường của một người đàn ông. Không sao cả, mời hai bạn. Thực sự là em phải làm theo cái gọi là cái cảm nhận ban đầu. Đúng rồi. Và cảm nhận ban đầu của em thì em nói hồi nãy là nó thường là nó hay sai nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó em bóng thì nó hơi dối trá. Thì em cũng cảm nhận ảnh là một người vui tính, dễ thương. Thì thực ra em vẫn muốn là làm bạn để mình có nhiều cái giao lưu hơn, để mình hiểu kỹ hơn. Tường cũng đồng ý với bạn gái. Bây giờ chúng ta bấm nút mà chúng ta chưa có thật sự rung động thì cũng không có ý nghĩa gì. Biết đâu bây giờ các bạn không bấm nút ở đây, các bạn có thể làm bạn ở bên dưới. Rồi đến một ngày nào đó hợp thì các bạn vẫn có thể tiến tới được với nhau. Vâng. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình sẽ gửi lời mời kết bạn, sẽ bấm nút cho hai bạn đứng ở đây nhé. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần vào lúc 12 giờ trên kênh FPT Truyền hình. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Hãy đón xem và hẹn gặp lại. Quang, điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi, một kết. Những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không. Đâu quản lý được rồi, em nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ, và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Cát Tường và Hứa Minh Đạt, Hân Quang chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Tròi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Chị báo em một tin nè, em ổn không? Em ổn không? Mấy ngày này em ổn. Tinh thần ổn không? Tịnh ổn luôn. Nhìn xuống cánh trái, chị không ổn. Chị đang chào sống chương trình, chị nhìn xuống chị thấy má chị hết ổn á. Trời, giờ sao? Hai chị mình xuống chào chứ giờ biết sao giờ. Xuống đi chứ giờ sao? Trời ơi, má! Má Hồng Nga! Má! Con kêu một tiếng xém chút má tó té gì nè. Má đi đâu vậy? Má vô thăm hai đứa con hả? Má thăm hai đứa, nghe tụi bay thang quay nè, tao coi. Biết ngồi chỗ này là chỗ nào không? Chưa biết, nhưng mà giờ vậy đây nè. Sao? Tao ngồi vô đây hả? Ai kêu tao làm gì tao làm nấy. Bậy! Không có đâu. Cái này không phải chương trình hài đâu. Cái này chương trình tụi con làm mai mối. Mà má ngồi cái chỗ này là má ngồi cái vị trí của phụ huynh. Phụ huynh mộ mẹ ơi, phụ huynh mộ mẹ ơi. Gì vậy? Trời ơi trời, tôi run, tôi chịu không được đâu. Run làm gì run, là phụ huynh làm gì run? Không phải sao, là tại vì hồi đó giờ chưa nghe cái vụ này. Bây giờ con hỏi thiệt nè, là hôm nay má tới đây là má đi với ai? Con đứa à? Một đứa là ai vậy? Con tôi mà giờ nó cũng chưa lợi nữa. Con má hả? Thông cảm. Bây giờ má ngồi đây, má nhìn lên sân khấu. Nhiệm vụ của má ngày hôm nay là coi. Ở trên sân khấu sẽ có là 2 cậu con trai, 2 cô con gái. Trong đó có thể có con trai của má. Rồi má lên đây má chọn dâu. Được chưa? Rồi bây giờ má ngồi coi vui vẻ nha. Dạ chút xíu nữa. Cái nào hay tao vỗ tay được không? Dạ được. Rồi hay vỗ tay. Khúc nào hay là tụi con hỏi ý kiến má nha. Rồi con cảm ơn má. Cảm ơn má. Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Kính thưa quý vị, và theo như thường lệ thì bây giờ chúng tôi sẽ đến với sự có mặt của hai chàng trai đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai chàng trai của chúng ta. Wow. Chần chờ gì nữa, hai bạn nữ xin mời. Wow. Tôi vẫn đang còn nôn nao lắm. Bây giờ cho tôi hỏi hai chàng trai của tôi hôm nay, ai là người nhà của má Hồng Nga? Em là người nhà của má Hồng Nga. Em? Dạ. Rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chào chị Cát Tường, xin chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Quách Quang. Hiện tại bây giờ là Quang đang là chủ của một tiệm yến và hai quán cà phê. Em ở Sài Gòn. Em đang sống với ai? Em đang sống với lại gia đình. Và em cũng sống một mình. À, sống một mình. Em sở thích của em thì không có gì hết đó, ngoài là thích kim cương. Thích kim cương? Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 tuổi? Dạ. 38 tuổi, ông chủ công ty, chủ mấy quán cà phê, hột xoàn lấp lánh mà sao giờ hôm nay còn lên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nó hơi căng à. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giọt 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Troy 2 trong 1 mới. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè. Vậy em tự giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài và tất cả mọi người đang có trường quay. Em tên là Nguyễn Tố Yên, năm nay 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là mẫu ảnh, em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. Xinh quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á, Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Thi, năm nay 24 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng hỗ trợ một phần pháp lý ở trong công ty chuyên về lĩnh vực logistics và kinh doanh nhiên liệu. Mai Thi là mình ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, hiện tại thì em đang ở quận 7 chị. À, ở quận 7. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ, em giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và ba bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả ở dưới trường quay. Em là Lâm, sinh năm 89. Hít thở vô chưa? Em đang làm việc và sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Em đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cho gia đình ạ. Ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không? Có kinh doanh xe máy thôi ạ. Kinh doanh xe máy là sao? Tức là mua bán xe cũ á chị. À, yeah. Lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em? Em điểm mạnh thì là người thân thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ và có biết nấu ăn ạ. Biết nấu ăn nữa. Yeah, biết chút chút ạ. Chút chút. Yeah. Rồi hiện tại là đang sống với ai? Em đang ở một mình ạ. Em ở riêng, có nhà riêng ạ. Ồ, vậy ba mẹ đâu? Dạ, ba mẹ em cũng ở Biên Hòa luôn nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng. Tạo điều kiện thoải mái. À, trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, là không biết uống bia và uống rượu. Không uống chút nào luôn hả? Dạ, một chai em xịn. Một chai xịn? Dạ. Trời đất ơi, vậy rồi 30 mấy năm nay rồi, thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả? Cũng cho có tụ thôi hả? Đưa lên và hạ xuống. Cũng hay ha. Dạ. Cũng rất là đặc biệt ha. Đó là những ưu điểm, khuyết điểm của bạn Lâm ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh. Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Một kết. Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc. Ủa gì kỳ vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm. Tại vì điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Khi mà mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc cho xỉn, thật xỉn rồi xong em về em ngủ. Tôi không thể nào tin được một cái thân thể, một cái tướng nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả thùng bia. Đạt ơi, em không có cửa nha Đạt. Cái gì vậy? Em dòm đi cái tướng xem mà quất lần thùng bia, quất vô khóc. Có bạn ơi, Đạt có bạn ơi, bạn nhậu ơi. Nhìn gương mặt đó là thân quen, đó là quen thuộc, em đã gặp rất nhiều lần rồi. Là một diễn viên, là một ca sĩ nhiều lắm mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta? Em hạn chế lại nghệ thuật, lâu lâu thì cũng mình cũng tham gia lại mẹ cũng theo nghề, lâu lâu nhồi lên một tí xíu rồi xong lặn xuống lại. Em hãy nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng, nhiệt tình, hết mình. Còn điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người. Nói chung là dễ bị lừa. À, em bị lừa nhiều lắm đúng không? Dạ, khá nhiều. Khá nhiều luôn. Tiền bạc hay là về tình cảm? Dạ, đa số thì mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ. Sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không? Em nghĩ là chắc là được một chút, nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tiếp. Và có một điểm yếu là em bị hay tự ti, tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á, giống như là em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc, nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa, và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có, lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa. Tham vọng. Dạ. Bé đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ. Bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu, là đối với em cái nào mới là mạnh? Em thấy thì cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á. Vì em ba phải vậy. Mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh. Em biết tại sao mày hỏi em câu đó không? Dạ. Tại vì có những người ta đến chương trình quan điểm người ta rất rõ ràng, không thích bạn trai là nhậu nhẹt rượu bia. Dạ. Thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh. Nhưng mà có những người ta tới đây á, người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn, để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á, hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau. Thì dạ. Cái đó cái người nhậu là điểm mạnh. Dạ. Không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người. Chị hy vọng ở em nè, em trả lời thẳng thắn cho chị, em thích người biết nhậu hay không biết nhậu? Bạn gái ở ghế màu đỏ. Theo quan điểm của em á, thì em thích bạn không thích nhậu. Không biết nhậu thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không. Đâu để... quản lý được rồi, em nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, thích quan tâm chăm sóc người khác. Em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường. Chuyện bạn này chắc dài lắm, tôi hỏi chuyện bằng Lâm trước. Lâm, dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học, gần 7 năm rồi. Thôi. Mối tình dài 7 năm, rồi sao chia tay cưng? Do áp lực gia đình bên bạn nữ, gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi. Không muốn bạn quen bạn trai đây. À, là muốn đi luôn. Dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu. Nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ, nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ. Đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi, chở đến cái chỗ tụi em hẹn á. Rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi. Tình yêu nó cũng khổ quá ha. Rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi. Rồi xong luôn rồi. Chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em? Khoảng 1 năm rưỡi ạ. Có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không? Dạ không ạ. Tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng. 2 năm sau là bạn đi nước ngoài. 7 năm trời tuổi thanh xuân ha. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ. Kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám góp ý nhau nhiều á. Nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ. 2 mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng mà nếu hôm nay em có bạn gái mới là em phải thôi đó. À dạ vâng. Được không? Dạ được. À dạ. Được. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một người có tính tự lập, có lối sống hiện đại một chút, chơi cũng biết chơi, làm cũng biết làm, nhưng mà mình chơi mình không bị cuốn quá. Dạ. Đó là giỏi việc nước đảm việc nhà. Việc nhà cũng không cần đảm lắm luôn. Không cần đảm việc nhà. Ủa vậy thì ai làm việc nhà? Em có suy nghĩ là chia sẻ công việc. Không nhất thiết là người vợ là phải nấu cơm, quét nhà, giặt giũ các thứ, chăm con. Mà nếu có điều kiện nữa thì mình cứ việc thuê người em ha. À dạ vâng. Đúng rồi, dạ. Mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực. Dạ. Đúng không cưng? Dạ, đồng ý. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không? Cao, thấp, mập, ốm, mặt mày, vóc dáng ra sao? Cao cũng chỉ khoảng tầm 1m6 đổ lại thôi ạ, chứ không cần cao lắm đâu. Biết ăn mặc chút xíu ạ. Dạ, cho vợ mặc model thoải mái. Ví dụ hở xíu được không? Xíu thoải mái luôn chị. Thoải mái luôn. Đừng có lố quá được rồi. Wow, dễ sợ nha. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi? 3-4 năm rồi. Vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy mà 4 năm trời nay vẫn ế, hôm nay tới với chương trình? Theo như mọi người nói thì em nhìn em không được thẳng rồi. Không được thẳng rồi. Giới tính không được thẳng. Mà em có thấy em thẳng không? Em thẳng. Làm sao để chị biết là em thẳng? Thì giới tính của mình mà mình phải xác định được chứ chị. Em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng? Do em ăn mặc chỉnh chu nè, hoặc là em không bia rượu, và cũng lâu lắm rồi em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường. 80% là nghĩ em như vậy, còn 20% thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu. Tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm. Vậy em xin lỗi em nha, tại vì chị là mai mối mà, chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích. Thôi chị là phải thấy. Soi dạ, thì bây giờ bạn này mới ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè. Là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên gương mặt nè. Chỉnh nhẹ. Tại sao? Tại sao? À, đó, nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải đi chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì? À, em thì là người trọng hình thức á, thích cái đẹp. Với lại mẹ em cũng là người như vậy. Cái sửa mũi này á, là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng. Không, cái mũi thì chị nghĩ là ví dụ như mình không đẹp, mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi. Nhưng mà còn cái lông mày nữa, cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ. Lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm nên là nó cứ tác động thôi. Rồi tụi nó làm cho em thôi. Vậy là em cũng phải có nghiêng ngã làm sao chứ. Thường mà chị thấy trai mà thẳng là thí dụ giờ biểu Đạt đi xăm chân mày. Dạ. Xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi. Thôi chị. Sao vậy? Em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm. Tại vì em đã có vợ rồi, em không đẹp. Nhưng mà em là người của công chúng mà. Nhưng mà em đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi, đẹp hơn nữa, nhiều người quyến rũ, nhiều người nữa đó là không thấy hay. Chưa thấy người đàn ông chân chính chưa, nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha. Em khuyên là thích đẹp thiệt tình, đẹp trai. Người ta có mối tình 7 năm mà chị, 7 năm mà ta bỏ đó, ta lấy thằng khác đó. Tại vì địa lý thôi là phải không, không có địa lý đâu đi nước ngoài. Trời ơi, thôi không sao, hai em gái tự khám phá nha. Sao chị... tần thắng hoài vậy? Căng thẳng. Bây giờ chắc chắn là thẳng không? Thì em thẳng quá vậy. Thì em chắc chắn không? Chắc chắn. Đó rồi, chắc chắn. Rồi cô gái mà ghé màu đỏ đi nè. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Tôi không tin. Thiệt ra thì cũng có bạn thích em, cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà em cũng chưa thấy phù hợp, cũng chưa thấy thích bạn. Theo đuổi em 2 năm em không đồng ý. Rồi xong rồi cái chàng trai đó im lặng rồi biến mất luôn hả? Hay dạ sao? Đúng rồi anh. Hồi đó giờ mình phải có cái tình cảm với người khác giới chứ. Dạ có, thì em cũng có đơn phương 2-3 người. Nhưng mà kiểu người. Tính của em thì em không có chủ động. Em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết. Xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh. Mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Anh thấy là chị Lâm Vĩ Dạ theo đuổi anh á, thì cũng cứ xúi em là bây giờ thích ai thì cứ là người phụ nữ phải chủ động đúng không? Dạ, cứ đi mời đi uống cà phê đi, rồi xong rồi cứ nói em thích anh nói đại vậy đi. Là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Em cũng hy vọng là hôm nay em có thể tìm được một người để ra về chung. Hy vọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cho em làm được cái điều đó ha. Rồi tìm được người ra về chung. Vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè? Dạ mẫu người đàn ông về ngoại hình thì em thích bạn nam cao một chút xíu, khoảng 1m75 trở lên. Vì em cũng hơi cao. Về tính cách thì em thích bạn vui vẻ, hòa đồng với lại hài hước một chút xíu. Em cao mét mấy Lâm? Em 1m71 ạ. 1m71, Quang cao mét mấy? Em 1m75 ạ. 1m75, trời sao vừa đúng chuẩn vậy, giống như ngồi nghe người ta nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình gì. Quang ơi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi, có nhớ hết không? Nếu em nói một mối tình chị tin không? Tin chứ. Chị thì rất là tin người. Em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị Tường nè. Hả? Tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy? Nếu người đằng trước là người chị yêu và người phía sau là người yêu chị, và người phía sau luôn âm thầm, luôn làm tất cả mọi thứ vì chị và có thể khóc vì chị, nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi, thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu? Chị nhìn thẳng không mà, chị ít khi nào quay lại lắm. Chị nhìn thẳng. Còn cái người mà đằng sau lưng mà luôn theo dõi chị, giúp đỡ chị thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta phải làm. Cái người phía sau đó chính là yêu đơn phương. Chính xác. Sao? Tụi em là 3 đứa bạn thân với nhau. Bạn nữ đó yêu bạn kia và bây giờ là 3 người chỉ là bạn thân với nhau. Có 3 đứa không, cuối cùng sầu quần không được đứa nào hết. Đúng rồi, không được đứa nào hết. Và bạn nữ đó có quay lại với em, nhưng mà thà em chờ đợi. Chờ gì? Em chờ đợi và em cô đơn. Cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên. 3 đứa chơi thân nhau rồi xong hai đàn ông nó cứ sầu quần. Hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi, và em không thể nào em quen bạn nữ đó được, tại vì tụi em là bạn thân với nhau. Nó rối quá vậy. Nhưng mà em còn đau khổ không, hay là cứ đau khổ là nhậu một thùng xong ngồi khóc? Thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi. Không, mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy. Cuộc sống mọi thứ nó phải vận động, nó phải về phía trước. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ thì em mới có thể tới được với cái người. Nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị. Nếu mà không nhờ bạn nữ đó thì em không có chí tiến thủ đến ngày hôm nay và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ các bạn đó. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng. Chính rồi. Chính xác, nó mình chỉ phải... là một cái kỷ niệm và một cái ký ức thôi. Đồng ý. Cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân. Yes. Mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không? Bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em, nhưng em không chấp nhận được cái điều đó. Anh em đang tự làm khổ em vậy? Nó đang tự dằn vặt bản thân vậy. Không, tại em còn yêu người ta không? Không phải anh, không phải em không dằn vặt bản thân của em. Tụi em là ba người đã chơi thân với nhau. Nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia, không chấp nhận em. Thì bây giờ gì làm tự động chứ, người ta cũng có tự ái. Bạn nữ đó và bạn nam kia đã chia tay nhau, bạn nữ đó quay về với em thì chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó, thì em hoàn toàn hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người, nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự xao xuyến, thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á, cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa, em suy nghĩ như thế nào? Đây là câu hỏi khó đó. Không phải chị, nó cũng không khó đối với em. Nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á, thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Đâu có vô cớ em, nó có cớ không có chứ vô cớ. Nếu mà em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm bạn nữ. Hiểu, đó là lý thuyết thôi em. Chính xác. Trên thực tế đó, yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền, nhiều khi chiều tối cái em buồn quá anh này kia nọ, đi hoài là vợ chồng tan nát nha em nha. Một khi đi là có ba đứa bạn thân với nhau. No. Mà nếu mà bạn nữ đó muốn, đúng, nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em. Đến với chương trình em đang mong muốn điều gì? Mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm. Chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực, bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía, cùng một thời điểm, nhịp tim, cùng một lúc. Rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không? Người như thế nào? Em thích thuần túy Việt Nam không? Thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy, hoặc là người ta có câu là hàm răng mát ốc là gốc con người. Đó, người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống khổ biết bao nhiêu năm. Đã là một người mà luôn dành tình cảm, luôn thương yêu con cái, và em cũng muốn người phụ nữ đó cũng y chang như người mẹ của em. Đó là tiêu chí của hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới Dạ, đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình trước còn thời em đi học, nói chung là kiểu tình yêu nhỏ, tính là dễ thương thôi à, không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu. Chỉ có cái bạn thứ ba, bạn sau ở sau cuộc tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ, là bạn mà em chia tay cách đây 1 năm. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, yêu hơn 1 năm. Mà sao chia tay? Nói về lý do yêu trước nha. Em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em, bạn đó mua đồ của em. Em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó. Giống như bạn này, tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có up gì hết, nói chung là hoàn toàn bí ẩn đó. Bạn này nói chuyện rất là hay, rất là cuốn. Bạn này cũng đúng là cái gu mình thích đó, học cao, hiểu biết rộng, tài giỏi, nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định bước vào mối quan hệ yêu đương với bạn này. Lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách đó, xa quá, với lại hai người quá bận. Bạn ấy ở đâu? Dạ, bạn đó ở Hà Nội. Và giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không? Dạ không, em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau. Chia tay là dứt luôn? Dạ, chia tay xong là block luôn. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. 2 mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mình sinh nhật nhau. Đó, áp lực đã đang nghe nói chưa? Xa đó. Hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á. Đổ hồi hộp với từ đổ mồ hôi á. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè? Chững chạc. Chững chạc Quang ơi, chững chạc, tinh tế. Tinh tế. Dạ. Chắc hỏi thăm người thân đi. Giờ hỏi ý kiến người thân đi nè. Má ơi, nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối 4 cái bạn này giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang ha. Dạ. Thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao? Giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó. Cô này đây hả? Dạ đúng rồi. Cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ, thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn? Cái này đó thì hơi khó cho má đó. Tại vì biết làm sao không? Không có được nhìn được cái cô đó làm sao, rồi cái chưa có được gặp ta tánh tình ta làm sao. Thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó. Tại vì má khó khăn lắm. Má khó lắm hả? Bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long, chứ không phải mình lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi, chốt liền đi ra liền đó, vậy đó. Thành thử ra là giờ nói hỏi má không biết sao trả lời. thằng này giờ bay 14 nào mà nói đại đi, 14 nào mà nói đại đi. Không phải hay không ngờ cái gì. Bây giờ thì mấy anh mấy chị cứ bàn nhau đi, rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó sai quá đó thì tôi nói, chứ còn giờ biểu tôi nói gì tình cảm mà đâu có nói được. Với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này thế này thế này này, tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt tôi hiểu tôi đỏ tôi nghe không được với tôi rồi. Dạ con tôi nó sợ lắm mà. Cảm ơn má. Tao là cũng lo tới đó hết cử rồi. Hết cử rồi, má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có được gì không nha má. Đạt ơi, bên nhỏ nhà trai xong rồi đó, tới hồi nhà gái tới phiên em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em hôm nay là đi với chị Mai Thi. Em là em của chị Mai Thi mà chơi chung nhóm bạn. Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung. Thì chị Thi đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các hoạt động thiện nguyện. Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao? Hai chàng trai bên đó thì hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn? Dạ, em nghĩ là anh ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn là tại vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chơi chơi gì nữa? Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta được gặp nhau thôi. Cảm xúc đầu tiên của Lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em thấy hai bạn nữ rất là xinh rồi. Làm gì tay chân quý hết trơn lại, làm gì mà báu báu dữ vậy? Em còn rung hơn hồi nãy nữa. Xinh quá. Xinh quá hả? Cảm thấy là có cái gì nó rộn ràng trong người chưa? Có rộn ràng nên mới là bị bối rối rồi. Nhưng mà em ai gặp gái xinh là bị bối rối. Bản thân mình có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa? Hay là đang còn chung chung? Dạ, đang còn chung chung. Trời ơi em ham hố quá. Mình phải đánh thẳng mục tiêu chứ. Quang thì sao? Mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không? Em hơi bất ngờ và hơi run. Bất ngờ vụ gì? Hai bạn nữ quá lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ xinh như vậy. Câu hỏi cũ giống bên đây là có cái nên xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn? Cũng có đó, mạnh dạn dứt khoát, tập trung vô chuyên môn nha cưng. Chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi, chừng nào mình mới tặng luôn đi hả chị? Mình tặng luôn, tặng đi. Trời ơi đúng rồi, đây là tùy ý kiến của anh gửi tặng cho em một tiếng. Chúc em lúc nào luôn xinh đẹp như vậy. Wow, được tỏ sáng như vậy. Nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Hai MC cũng có quà, đó là chị Cát Tường. Chị cũng cần xinh đẹp đúng không em? Cảm ơn anh Hứa Minh Đạt. Cảm ơn em. Trời ơi hay quá. Em có chuẩn bị hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ. Hai bạn có thể mở ra luôn rồi. Mở ra luôn đi cưng. Dạ đây là thẻ tập gym ở miễn phí ạ, để hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Dạ gì? Em có tập gym hả? Dạ có. Dạ thì hôm nay em có chuẩn bị hai cuốn sách thì em xin phép tặng mỗi anh một quyển. Dạ em gửi anh. Cảm ơn. Sách khác nhau nha, phải sách giống nhau nha. Em gửi anh. Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá, mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi, nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ. Đọc lên coi sách gì? Tâm an ắt bình an. Tâm an ắt bình an. Bên đây sách gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Nó có ngẫu nhiên không ạ? Hay là có chủ đích ạ? Em có ghi ở trong đó anh. Có ghi. Có ghi. Em mở lên. Được, đọc lên cho chị nghe. Chào anh, em đã một mình, cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Em hy vọng hôm nay em gặp đúng người. Hôm nay gặp đúng người hả? Em có cái chữ gì chẳng muốn quan. Thân tặng anh. Thân tặng anh. Bây giờ thì các bạn hãy trò chuyện với nhau đi. Hai anh có muốn hỏi gì hai cô không? Quang, nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không? Dạ anh hỏi em à, chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn trước đúng không ạ? Chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh, vì công việc của anh không có thời gian. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Em rất là hiểu chuyện. Lâm hỏi đi Lâm. Dạ, với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đi chùa. Em cũng đi chùa hả? Dạ, em một tháng đi 2 lần. Dạ, ngày rằm và mùng 1. Bạn trai luôn. Dạ. Wow, quả giống nhau ha. Dạ, em có câu hỏi. Rồi, em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một người yêu, có một bạn người yêu kiểu như là cách tuổi quá xa, ví dụ như em chẳng hạn thì không biết là có vấn Các bạn có cảm thấy vấn đề gì không? Hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ. Thi thì là 24, em mới có 21 phải không cưng? Dạ đúng rồi, có 21 thôi. Nhưng mà hai chàng trai của mình, một anh 32 và anh tới 38. Thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi. Cái chênh là tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Với lại vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết. Nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục. Ok. Còn Lâm thì sao? Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không. Nhưng mà chị thấy em lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở Biên Hòa. Hai bạn gái này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào? Biên Hòa với lại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa. Nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể hẹn hò và gặp nhau được. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được rồi. Quá. Anh có thể hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em, một tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được một lần, hoặc đôi khi một tháng chỉ hẹn nhau một lần, thì em có chấp nhận anh hay không? Một tuần là một lần là cũng hợp lý, nhưng mà một tháng một lần thì hơi ít. Với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý với quan điểm của Quang nha. Không biết là Quang hỏi để mục đích gì, hỏi để nghe cô trả lời cho vui, để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi. Chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, thể yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau. Chị chắc chắn với em là như vậy. Nhưng mà em cố tình em hỏi như vậy để cho bạn nữ để coi bạn trả lời như thế nào, hiểu được công việc của em như thế nào. Bận cỡ nào bận, tôi bận dữ lắm, sáng đi quay, trưa đi quay, tối đi quay, mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à. Cái gì đó ngồi vậy đó, trai gọi là rảnh à. Em xin phép anh, em hỏi anh ghế đỏ, anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như thích đi chùa nhiều, với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á? Cái điều đó thì tốt mà, anh cái ủng hộ. Gia đình của anh là ở Biên Hòa hết hả anh? Và anh định cư ở đó luôn? Đúng rồi, ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở Biên Hòa. Hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không? Rồi, mời em. Thật ra em cảm thấy cái vấn đề về công việc á, ví dụ nếu em bận quá, thì ví dụ mà hôm nay anh bận mà em có thời gian rảnh, thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh. Tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau về kinh doanh, về nghệ thuật. Cả hai anh luôn á, về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không? Thì em đều phụ được. Cũng trong một tháng nha, mình chỉ cần dành ra 1-2 ngày cho một tháng đó, cùng nhau đi du lịch, giải stress các thứ á, xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc. Ví dụ như mà hôm nay em bận, em bận đi quay các thứ, thì ví dụ mà anh người yêu của em thì có thể đi cùng em, hoặc đổi ngược lại cũng vậy. Mỗi cái ghế của mỗi bạn sẽ có 2 cái nút bấm. Sau 5 cái tiếng đếm của Đạt, mình có quyền lựa chọn. Nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh, mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút đỏ. Nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5, 4, 3, 2, 1. Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Người như thế nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Bấm. Và hết thời gian. Một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi. Cho chị hỏi Quang trước, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Bạn nữ áo trắng, bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được, em thấy em phù hợp với bạn nữ đó luôn. Vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ, em đã để ý bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không? Đó là tùy duyên và duyên phận. Đúng rồi. Hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung, thì em nói là có rồi. Thì cho chị hỏi thật, lúc đó cái có rồi đó của em là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc đó? Đúng rồi. Vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô ở ghế đỏ? Em cố tình để em làm như vậy. Em làm như vậy nó đối với phụ nữ khó quá. Em là chuyên gia thách đố bản thân mình, đúng không Đạt? Làm khổ bản thân mình chi vậy? Nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em. Trời đất ơi, chi cho cực vậy? Cá tính tạo nên số phận. Chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình. Tại sao cánh cửa mở ra? Em thích cô này ngay từ đầu em tặng quà cho cổ đi. Em thích cô này em đi tặng quà cô kia. Em chơi gì chéo ngoe chéo ngoảy vậy? Trong khi đó bạn của Mai Thi cũng thấy thích hợp, Quang thích hợp với lại với Thi hơn. Ở dưới này người ta cũng đã nói rồi là thấy là bạn này hợp với bạn này là người ta đã tập trung vô vậy rồi. Em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia, rồi cuối cùng em cũng xăm em hỏi bên kia. Mình phải thử thách chứ chị. Tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu? Nhưng mà chưa... Em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi tôi đụng nó, nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em. Không ai nghĩ nổi đâu. Nếu là chị vô ngồi vị trí đó, một người sành sỏi như chị. Tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh Hứa Minh Đạt? Tại sao bạn nữ áo trắng đó? Thì bởi vậy và em cố tình đến lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa đó. Thôi ta cũng đã nói hiểu quá, còn tức con trai má quá má ơi, thì con đi làm mai đó giờ tự làm rối luôn. Xin chia sẻ chút xíu là hồi nãy anh có nói là mình phải có thử thách với khó khăn á. Em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu. Nhưng mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn, ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như xa cơ hay là gì á, thì cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ. Còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không ai chịu nổi hết trơn, không hiểu. Rồi sao không bấm ai hết trơn vậy? Hai bạn thì rất là xinh, em phải công nhận điều đó, nhưng mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn. Chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ? Dạ anh, tại vì em thích, em thử thách luôn hả? Em dạ thử thách lại luôn hả? Em thích ảnh ở một điểm là ảnh cũng hay đi chùa, là em thích như vậy. Nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động, với lại là cũng từ phía ảnh. Cho nên là em quyết định không bấm. Vì sao lúc nãy anh im lặng, anh không hỏi gì em, anh cũng không nói chuyện gì về em. Sao em cũng không rung động? Nếu vậy em nói là đi chùa này nọ tất cả mọi thứ làm từ thiện thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều, bài kinh anh cũng thuộc, hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé. Nãy không nói giờ mới nói. Dạ thì bây giờ em mới biết mà. Thì đó. Mà, rồi bây giờ tại vì anh tại sao em tìm hiểu. Bây giờ cũng muốn nghe tại sao người ta không bấm mà Quang ơi, tối quá. Về nhậu rồi khóc nữa Quang. Sao? Còn em gái sao không bấm ai hết trơn vậy? Em không chọn ai vậy? Chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á, kiểu mình chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là cảm xúc chưa đủ nên là em quyết định không bấm. Ôi, nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi, hai chị em mình bấm. Ca khó. Các Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn, nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh, tình yêu nó là cúp bắt trò chơi. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng cho hai em nha. Tặng các bạn 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với gia tài. Rồi gửi tặng hai bạn luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi gửi tặng hai bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22h45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netflix. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.